Đúng vậy, anh ta nói rất đúng. Có nhiều việc người ta phải quyết định đi làm mới được. Bây giờ chúng ta không còn gì hết. Sao gì tụi nó chứ? Được, quyết định đấu tranh với nó. Mình lấy dao nhỏ cưa cây lớn. Sư huynh, mình lên đường. Xin lỗi nha. Là cô hả? Sư huynh. Sư huynh à. Dao nhỏ đâu? Hồi nãy anh đánh tôi một cái, bây giờ không thấy đâu nữa. Có lá thư kìa, có lẽ là anh gửi cho anh. Anh tin, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định dùng lại thân phận của Trần Dao nhỏ, lên trên thuyền quyết sanh tử một lần với Sa Đà. Anh đã mất hết công năng đặc dị rồi, đừng có theo tôi. Bởi vì chúng nó thật nguy hiểm. Rất vui mừng được quen đến một người bạn như anh. Nếu mà tôi còn sống trở lại, tôi sẽ cùng anh uống một ly rượu. Bảo trọng. Giờ nhỏ nó cái gì? Một mình anh lên thuyền rồi, sao cô tới đây vậy? Tôi ở Tân Gia Ba nhận được tin của hình cảnh quốc tế. Họ nói là bọn bị bợm đều tụ họp ở chỗ này. Tôi biết là tụi nó sẽ đối phó với Đỗ Hiệp. Về tới nhà, Dao nhỏ và anh tôi đều mất tích. Tôi kiếm đã 2 ngày rồi mới kiếm được anh. Anh của tôi ở đâu? Chú ba của tôi và anh cô bị bắt lên thuyền hết rồi. Vậy mình lập tức đi. Chưa tới 2 tiếng đồng hồ mình đang ăn được 200 mấy triệu rồi. Mới chơi 2 tiếng đồng hồ mình đã ăn gần 200 triệu rồi. Cơ mồi hôm nay có thể ăn 100 triệu. Thưa ông, ở đây mà không được chỉnh tề không được vô. Thế nào mới là chỉnh tề hả? Ít nhất phải thắt cà vạt. Tôi có đây nè. Xin quan kinh Trần Dao nhỏ. Quan kinh. Nè, hôm qua đã thu sạch bách, hôm nay lại lướt tới đây nữa. Thiệt là phục anh. Không, tới đây chơi cho vui thôi mà. Được. Lát nữa cuộc chơi phé từ thiện, tôi sẽ đích thân xuống chơi. Nhưng mà vốn phải ít nhất là 3 triệu bạc để kìm. Hơn 20 triệu đồng đó ha. Ôi, phải rồi. Nếu như anh có vốn như vậy á, tôi nhận liệu quan kinh anh. Tôi không có. Vậy thì không thể giúp được anh. Anh được mà. Nè, như vậy đi, cho mượn một cái chip 10 đồng đi. 10 đồng? Ừ. 10 đồng mà muốn ăn 20 mấy triệu, anh nói giỡn hả? Thiệt à. Vậy anh cho mượn hay không hả? Cho mượn. Tôi rất thích giúp đỡ người ta. Cho anh mượn 20. Ồ, xin lỗi nha. Cái lưng tôi hơi đau, cúi xuống không được đâu. Cảm ơn nha. Cần kêu đại quân không? Không cần. Để nó chơi một lát nữa. Cảm ơn nha. Tài. Đặt xong rút tay ra. Khui đi. Anh giỏi thiệt. 1 trúng 50 anh cũng mua trúng đó. Chỉ là may mắn thôi, của tôi đó. Nói thiệt. Màu xanh cũng có hên với tôi đó, cho anh. Chơi thứ khác đi. Sao nhiều người đặt player quá vậy? Được. Đặt băng cờ, chơi đấu lập coi. Vậy cũng có bài xem ha.
Được, đặt thêm 1.400. Để coi coi. Để xem có sao. Dĩ tính phân tích 55% là 2, 38% là đầm, 7% là 9. Xem bài đi. Anh coi đi. Player thiệt là lợi hại ha. Đã 9 điểm rồi, nhưng mà không sao đâu, tôi cũng vậy. Cái và con đều 9 điểm. Quê. Ấy, rất ít khi người ta được hơn lắm. Thế này cũng quen một lần nữa mà, để chỗ thay cho tôi. Coi thử để. Vì tính phân tích 78% là ít, 20% là 4, 2% là 10. Một là nó 9, hay là 2, hay là 8. Cho nó số 6, cho nó ăn cái 100 đồng. Dạ, mở 6 điểm cho nó. 6 điểm. Xin lỗi nha. 2 còn 8 cũng là 6 điểm. Sao lại như vậy? Tôi có một thói quen, là khi mà xem bài tôi rất thích để tâm trí răng ở trên lá bài. Kế đó tôi muốn con gì thì sẽ ra con đó. Những người ở bên cạnh con tưởng là tấm ách nữa. Không có chơi nữa đâu, đã hơn 100.000 đồng rồi. 100 đồng ở chỗ đó cho anh đó nha, ok. Cái thằng khốn nạn. Đoán thử coi giờ nhỏ chỗ nào. Gì hỏi, nó sòng bạc đó. Lập tức đi kiếm ảnh. Bây giờ mặc kệ năng hay là thua, cô giúp không được đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm chú ba của tôi và anh cô trước đi. Vậy mình chia nhau đi kiếm. Chỗ này có người canh gác, chắc chắn là nơi giam giữ chú ba và Lâm Ngũ. Anh Trinh. Mộng La. Cô là Mộng La hay là Ý Mộng? Tôi là Mộng La. Tại vì anh Saddam biết là anh rất thương mê quỷ mộng, nên đã bắt tôi phải giả làm Ý Mộng, dục anh và chú ba dùng một phương pháp đặc biệt làm cho công năng vật dị của anh tan mất. Thì ra là cô. Xin lỗi nha, tại vì Saddam ép tôi làm như vậy thôi. Như vậy sau khi bắt được chú ba của tôi, cô treo ông lên để mà đánh đập, túm hết gần tay gần chân của ông, sau đó thì rút ông tài ra, lấy muối sát vào vết thương và lấy xích rửa mặt không vậy? Không có như vậy đâu. Sao cô lại nói không có vậy? Ông làm công lực của tôi tiêu tan hết, sao họ bắt ông không đánh ông vậy hả? Cô làm gì kỳ vậy chứ? Ông ta là người rất tốt, tệ nhất là anh chàng Saddam đó thôi. Nó là con nuôi của Đỗ Ma Trần Kim Thành, lần này tới đây đối phó với anh và Đỗ Hiệp để trả thù cho cha nuôi của nó đó mà. Tại sao cô lại giúp tụi nó? Tại tôi thiếu tiền của nó. Ê, thiếu tiền người ta thôi sao không nói với tôi chứ? Tôi thiếu nó hơn 2 triệu bạc luôn mà. Như vậy thì có thể nói vào nhỏ mà. Sau đó thì nó lại muốn. Nó muốn sao? Hả? Tôi ngại không thể nói ra được. Cái gì? Tôi lập tức cắt đứt gần tay gần chân của nó. Tiếp từ đó tôi lấy đường mật chét lên chiếc thương của nó, bỏ nguyên ổ kiến lửa xuống, cho kiến lửa cắn nát chiếc thương của nó ra luôn. Tôi lẻo lét ra luôn. Không được. Ở Hoa Lực nó có mời được một cao thủ số 1 có công năng đặc dị tên là Đại Quân tới đối phó với anh đó. Kẹp một cái là bây giờ công lực mất hết rồi. Nếu không không sợ nữa đâu. Nhì làm sao mới có thể khôi phục lại? Lần trước có lần mất hết rồi, có thể khôi phục lại được. Có nghĩa là khi tôi gặp cô Ý Mộng. Chỉ gặp cô ta là được sao? Không phải. Vậy thì thế nào? Còn phải. Còn phải cái gì? Còn phải. Còn phải cái gì? Tôi ngại lắm, nói ra không được.